Thưa quý vị, thưa các bạn, với mục tiêu chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, Công an thành phố Nam Định đang nỗ lực triển khai nhiều chuyên đề lớn, trong đó có nội dung tăng cường công tác tuyên truyền cho các cơ sở cá nhân chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, đảm bảo các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tin trật tự an toàn giao thông. Phòng cảnh sát giao thông, cảnh sát kinh tế, cảnh sát môi trường và cảnh sát hình sự công an tỉnh mở đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đường thủy, triển khai kế hoạch kiểm tra, giả soát đánh giá việc chấp hành pháp luật của tổ chức cá nhân về hoạt động vận tải bốc xếp hàng hóa tại các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng liên ngành chủ động tuyên truyền ký cam kết việc thực hiện các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô tới các cá nhân, doanh nghiệp khai thác cát đá tại các bến bãi, yêu cầu các nhân viên lái xe phụ xe có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định khi tham gia giao thông không đưa xe cơ giới xe máy chuyên dùng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông tiếp nhận thông tin do người vận tải cung cấp để thực hiện việc xếp hàng hóa trên xe ô tô đúng quy định bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô không vượt quá tải trọng cho phép chở của xe và tải trọng khổ giới hạn của cầu hầm đường bộ trên toàn tuyến đường vận tải hàng hóa không sử dụng xe ô tô cơi nới kích thước thành thùng trái quy định chấp hành nghiêm quy định về quy trình xếp chẳng buộc cố định hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông đường bộ. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nam Định triển khai kế hoạch kiểm tra giả giá việc chấp hành pháp luật của tổ chức cá nhân về hoạt động vận tải bốc xếp hàng hóa tại các bến thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh nhằm chấn chỉnh phòng ngừa, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, sự cố nghiêm trọng xảy ra trên các tuyến giao thông. Lực lượng liên ngành chủ động tuyên truyền việc thực hiện quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô tại thông tư số 35/2013 ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải tới các cá nhân, doanh nghiệp khai thác bến thủy nội địa kho xếp dỡ hàng hóa ký cam kết với các cá nhân chủ doanh nghiệp khai thác bến thủy nội địa yêu cầu các nhân viên lái xe phụ xe có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định khi tham gia giao thông không đưa xe cơ giới xe máy chuyên dùng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông tiếp nhận thông tin do người vận tải cung cấp để thực hiện việc xếp hàng hóa trên xe ô tô đúng quy định bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô không vượt quá tải trọng cho phép chở của xe và tải trọng khổ giới hạn của cầu hầm đường bộ trên toàn tuyến đường vận tải hàng hóa không sử dụng xe ô tô cơi nới kích thước thành thùng trái quy định chấp hành nghiêm quy định về quy trình xếp tràng buộc cố định hàng hóa trên xe ô tô đặc biệt là khóa chốt gù cố định rơ móc và thùng container để đảm bảo an toàn trước khi rời cảng biến thủy nội địa khi tham gia giao thông đường bộ. Thưa quý vị, thưa các bạn, với mục tiêu tăng cường kỷ cương kỷ luật, hạn chế vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vi phạm trật tự đô thị, nâng cao nhận thức ý thức của người dân và trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp công an thành phố Nam Định triển khai quyết liệt các giải pháp tạo ra sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Nam Định triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm góp phần hạn chế tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông tập trung công tác tuyên truyền vận động chủ xe chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông qua công tác tuyên truyền giúp cho các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải và lái xe nâng cao ý thức nhận thức trong việc chấp hành các quy định của luật an toàn giao thông đường bộ góp phần xây dựng văn hóa giao thông chung tay cùng lực lượng chức năng đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tôi là nhân viên lái xe của công ty xe khách Phương Trang. Thì được sự nói chung chỉ đạo của công ty và cũng như là được sự nhắc nhở của ban an toàn giao thông cũng như công an tỉnh và công an thành phố. Thì chúng tôi lái xe tuyến Lam Định ra Bát nói chung là chúng tôi tuân thủ đúng theo quy định của luật giao thông đường bộ và chạy đúng tốc độ, không sử dụng rượu bia trước khi lái xe, đón trả khách đúng nơi quy định, không dừng đỗ không đúng nơi quy định. Chúng tôi xin uh, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ. Các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải và lái xe trên địa bàn thành phố Nam Định được tuyên truyền vận động ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng điều khiển, người đã sử dụng rượu bia có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác, đề cao trách nhiệm, không vì lợi ích kinh doanh nhất thời mà gây hậu quả xấu cho xã hội, không đưa phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng và hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa. Lái xe vào công ty đã chấp hành tất cả. À, các thủ tục về chính phủ, tất cả nghị định về an toàn giao thông từ rượu bia đến dừng uh, đỗ tất cả thứ là theo quy định công ty là vấn đề rất nghiêm ngặt hiện tại nam định mình bây giờ còn khoảng có 20 đầu xe 20 đầu xe còn độ ngũ anh em lái xe tất cả các các khâu tuyển chọn rất kỹ sàng lọc rất kỹ thì uh, từ đạo đức đến uh, đến hành nghề công tác uh, lái xe rất là chuẩn chỉ không không có một cái gì để sai sót. Để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong công tác quản lý đô thị, xử lý nghiêm minh đúng pháp luật các trường hợp vi phạm, cương quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, để rác thải không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan đô thị, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Nam Định phối hợp với ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức gia quân tuyên truyền đối với tất cả các hộ dân buôn bán kinh doanh trên địa bàn không được bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không bày treo hàng hóa bên ngoài cửa hàng, cửa hiệu, chiếm dụng không gian hè phố gây ảnh hưởng an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Có trách nhiệm để ô tô, xe máy, xe đạp của mình và của khách hàng gọn gàng, đúng quy định, không để rác ra lòng đường, vỉa hè và các địa điểm công cộng. Tự quản lý và giữ gìn vệ sinh môi trường trên hè phố trước cửa gia đình mình và chủ động nhắc nhở các trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định. Mỗi cá nhân cần thực hiện ứng xử văn hóa nơi công cộng, ý thức chấp hành các quy định về nếp sống văn hóa, văn minh thương mại, du lịch, giữ gìn vệ sinh môi trường hỗ trợ chính quyền cơ sở trong công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị góp phần giữ gìn và phát huy nét văn minh thanh lịch của mỗi công dân thành nam để giải quyết trật tự trên địa bàn thành phố nam định bao gồm cái thứ nhất là đã có tuyên truyền xuống từng cơ sở các hộ kinh doanh trên các địa bàn thành phố và cái thứ hai là cũng đã cho ký cam kết và thứ ba là ký cam kết sau đó là sẽ nhắc nhở và xử lý nếu cái trường hợp là cố tình vi phạm thì chúng tôi sẽ tổ chức xử lý và giải quyết những cái lỗi phạm thường xuyên là phối hợp để nhắc nhở tuyên truyền trên từng địa bàn phường chúng tôi đã có kế hoạch theo từng phường hàng tuần là sẽ kết hợp một số phường ở trọng điểm như phường bà triệu trần hưng đạo quang trung lộc hòa lộc vượng trên từng địa bàn phường và có từng ngày để phối hợp với từng phường để tiếp tục xử lý những vi phạm trên địa bàn thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố nam định tiếp tục duy trì các tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị tuyên truyền, nâng cao ý thức của chủ xe và lái xe, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thực thi nhiệm vụ để phát hiện phương tiện vi phạm, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chuyển hướng ở các điểm giao cắt trên quốc lộ cần thiết phải quan sát gương, có tín hiệu xin chuyển hướng giảm tốc độ. Người điều khiển phương tiện xe tải, xe khách khi lưu thông trên quốc lộ có giao thông hỗn hợp với xe mô tô, xe gắn máy cần chú trọng quan sát giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc độ. Một cẩm năng đi đường đã khép lại tạp chí an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền Nam Định. Mọi thông tin liên quan đến vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông, những gương điển hình trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông, quý vị và các bạn gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ tạp chí an toàn giao thông, đài phát thanh truyền hình Nam Định, số 6, đường Nguyễn Viết Xuân, khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định hoặc gửi qua địa chỉ email an toàn giao thông ntv a gmail com. Xin kính chào và hẹn gặp lại.